Cô gái này là nhân viên của một chương trình truyền hình. Khi còn là học sinh, cô trang điểm lên trông vô cùng đáng yêu. Bây giờ khi nhìn thấy phấn mắt bản mới nhất, cô lại cẩn thận đặt nó xuống mà không dám sử dụng. Công việc của cô là hướng dẫn cho chương trình nhưng thực tế là phải kiêm cả việc dọn dẹp sau khi quay xong nữa. Gần đây cô đang chuẩn bị cho một chương trình mới nhưng đồng nghiệp vẫn còn đầy việc cho cô làm. Vì chuyện này mà cô đã phải tăng ca suốt 3 ngày 3 đêm không được ngủ ngon. Umi thật sự rất buồn ngủ nhưng cấp trên chỉ khen cô làm việc nhiệt tình hơn so với mình năm xưa. Cô cố nhịn cơn buồn ngủ để dơ bảng hướng dẫn lên. Lúc này người mẫu của Animal Beauty là Hina lên sàn. Ai ngờ một giây sau, trong phòng ghi hình yên tĩnh đột nhiên xuất hiện tiếng ngáy. Nhân viên ở phía sau đều ngơ ngác không hiểu gì. Hóa ra là Umi đã ngủ gật. MC lập tức gọi cô dậy hỏi cô không được ngủ ngon sao. Cô giật mình liền xin lỗi mọi người vì đã 3 ngày tôi chưa được ngủ. MC liên khen cô làm việc rất chăm chỉ. Ai ngờ Hina lại mở miệng nói đó không phải chăm chỉ. Umi nhìn về phía cô ấy nói bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi mà ở đây vẫn yêu cầu làm việc như những thời đại trước sao. Cấp trên thấy đã lớn chuyện liền cho dừng để chen quảng cáo vào. Umi ngồi ở hành lang chờ Hina. Nghe thấy tiếng bước chân, cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi Hina. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Umi, Hina từ từ bước lại gần cô nhỏ nhẹ an ủi cô không hề làm sai gì hết. Umi vẫn cúi đầu không nói gì. Hina xé băng dính ra rồi viết số điện thoại lên đó, rồi nói đây là số điện thoại của cô. Sau đấy Hina xin Umi số điện thoại của cô. Dư luận ở trên mạng càng ngày càng gay gắt nhưng cấp trên vẫn cho rằng là đối thủ cố ý muốn hất nước bẩn vào người ông. Không hề ý thức được sai lầm của bản thân, ông vẫn luôn bao che cho một đồng nghiệp khác. Trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, anh ta đã không cẩn thận làm vỡ hàng mẫu cần sử dụng cho buổi livestream. Umi thấy vậy liền chạy tới kiểm tra. Cấp trên lại mắng cô một trận rồi bắt cô đi mua một bộ mới về. Ông chỉ cho cô 10 phút, Umi phi như bay đi mua đồ mãi mời tới quầy bán mỹ phẩm. Nhân viên nhìn thấy Umi thở hồng hộc như vậy thì cũng là cô sẽ bị làm sao. Đột nhiên có người đụng phải cô khiến điện thoại của cô bị rơi xuống. Umi từ từ nhấc điện thoại lên nhìn thấy điện thoại vẫn sáng được liền rời đi. Lúc này nhân viên đem túi đồ ra cho cô. Umi nhận đồ xong liền chạy về để lại chàng trai ngơ ngác không hiểu gì. Umi loạng choạng đẩy cửa vào, lúc này cô đã mệt tới mức cả người toàn là mồ hôi. Cấp trên lấy hàng mẫu đặt lên bàn triển lãm, hoàn toàn không để ý tới Umi đã sắp ngất đi. Sau khi chương trình kết thúc, Umi nằm liệt trên ghế. Hai người đang nói chuyện thì cấp trên cầm một ly cà phê tới giao thêm công việc cho Umi. Hơn nữa còn phải làm xong trước khi trời sáng. Thấy đôi mắt nguy hiểm của cấp trên, Umi đành phải đồng ý. Thấy cô như vậy liền động viên cô đúng là giỏi thật đó, không phải đang khen đâu. Chuyện Hina lần trước vẫn còn rất hot, thậm chí còn lên cả hot search. Vì áp lực của dư luận, cấp trên đành phải cho Umi nghỉ phép dài hạn. Em gái khuyên cô nên từ chức. Umi vốn là một người tốt bụng lại ngốc nghếch, họ đã lợi dụng điểm này để yêu cầu cô làm rất nhiều việc. Lúc này điện thoại vang lên, không ngờ là Hina tới nhà cô ăn tố. Cô cầm bát mì lên ăn rồi khen nó rất ngon. Em gái có nằm mơ cũng không ngờ tới ngôi sao lớn sẽ tới nhà mình ăn ké. Cô không nhịn được tò mò hỏi Hina tới đây làm gì. Hina cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính. Hina muốn mời Umi bảo công ty Animo Beauty làm việc cùng cô. Sau khi nghe xong mọi người đều rất ngạc nhiên. Dù sao cũng đã làm biên đạo suốt 7 năm. Umi phải suy nghĩ rất lâu về việc đổi công việc mới. Công ty của Hina là công ty làm đẹp, nếu cô tới đó thì phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng khi gặp lại cấp trên lần nữa, Umi quyết định sẽ đi phỏng vấn. Em gái đã quyết định chuẩn bị phỏng vấn cùng cô. Rất nhanh đã tới ngày phỏng vấn. Tới nơi mới phát hiện còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu phỏng vấn. Ai ngờ một giây sau cô lại gặp lại người đàn ông hôm trước làm rơi điện thoại của cô. Anh tên là Ca Giao, là một nhiếp ảnh gia xuất sắc. Hai người lần đầu gặp nhau trong công việc. Sau khi biết Umi tới đây để phỏng vấn, anh thấy rất kỳ lạ khi cô ăn mặc như vậy. Thấy Umi quay đầu chuẩn bị rời đi, anh vội vàng kéo cô lại hỏi cô có rảnh không. Anh muốn thay đổi diện mạo cho cô trước khi đi phỏng vấn. Đã lâu lắm rồi Umi không được đi dạo trung tâm thương mại như này. Ca Giao chọn cho cô rất nhiều đồ. Sau đó anh đưa cô đi trang điểm, còn đặc biệt dặn dò nhân viên phải xử lý quầng thâm mắt của cô. Ca Giao cũng nhân lúc này đi sửa điện thoại cho Umi. Anh chưa từng nghĩ tới dáng vẻ sau khi thay đổi của Umi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy của cô, anh đã ngây người một lúc lâu. Ai mà biết anh có đang nghĩ tên con cho hai người họ hay không. Cho tới khi Umi chào hỏi anh thì anh mới tỉnh táo lại. Anh đưa điện thoại đã sửa xong cho Umi. Umi tiến lên định lấy nhưng không may bị vấp ngã. Hóa ra trước giờ cô chưa từng đeo giày cao gót cho nên vẫn không quen lắm. Sau khi đưa Umi quay về công ty, vừa vào cửa cô liền nhìn thấy iPad đặt ở bên ngoài. Lời nhắc nhở chu đáo khiến Umi bắt đầu căng thẳng hơn. Đúng lúc này ông chủ chuẩn bị ra ngoài lại gặp phải Umi. Mấy ngày trước, khi Umi vẫn còn làm việc cho đài truyền hình, cô đã từng phỏng vấn anh. Ông chủ liền động viên cô phỏng vấn cổ lên nhé cô Umi. Umi ngây ra một lát không ngờ anh vẫn nhớ tên cô. Người ta chỉ nhớ tên của cô thôi mà cô sung sướng. Umi vừa bước vào phòng phỏng vấn, mọi người liền khen trang phục và lớp make up của cô. Umi nói mình vẫn luôn nghe chỉ đạo của cấp trên, năng lực tùy cơ ứng biến rất mạnh. Nhưng bên phỏng vấn hỏi cô cũng có nghĩa là cô chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của cấp trên thôi sao? Umi không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy. Giám khảo nhìn ra giày và quần áo của cô đều là đồ mới mua. Giám khảo ở bên cạnh cũng nhìn ra Umi đang dùng phấn mắt của công ty, họ liền hỏi cảm nhận của cô khi dùng nó như thế nào. Umi không nói nên lời,
Cuối cùng cô ấy bảo Umi hãy lên kế hoạch cho bản thân mình trong tương lai. Những kiến thức em gái chuẩn bị cho cô quá khuôn mẫu, Umi đã không nhớ mình làm thế nào để bước ra khỏi công ty nữa. Cô nhìn bản thân trong gương, nước mắt cũng không kìm được nữa. Lúc này cô tẩy trang cũng giống như tẩy đi vỏ bọc kiên cường thường ngày. Cô khóc thật lớn. Kazao hẹn cô ra ngoài ăn mì, nhìn thấy cô ăn uống mà mặt mày ủ rũ. Anh liền khuyên cho dù phỏng vấn thất bại thì vẫn có thể quay về công ty cũ làm việc. Nhưng Umi lại nói mình không muốn quay lại đài truyền hình nữa. Kazao nói bộ quần áo sáng nay thích hợp với cô hơn. Nhưng Umi tự tin nói cho dù có trang điểm đẹp tới mức nào đi nữa thì cô vẫn là tôi của hàng ngày mà thôi. Kazao cũng khá biết cách an ủi người khác. Anh nói anh không sao cả, dù sao cũng tiêu tiền của cô mà. Câu trả lời của anh khiến Umi cạn lời. Lúc này cấp trên gọi điện tới cho cô. Umi do dự một lát, cuối cùng vẫn không nghe máy. Cô nói cô không muốn quay về, cô muốn thay đổi. Kazao nói cô có thể nghĩ được như vậy là đã thay đổi rồi. Có sự an ủi của Kazao, đến uống bia cũng thấy ngọt ngào hơn. Ông chủ ở bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Umi mặc bộ quần áo đẹp để hôm trước tới công ty. Đưa đơn từ chức cho cấp trên, ông ta hỏi không phải cô rất thích công việc này sao. Trong khoảnh khắc này, Umi đã nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới những lần cô nhận lỗi, nhớ tới những lần tăng ca không dứt, nhớ tới chuyện xấu trong buổi livestream hôm trước. Cô nói với đạo diễn cô không thích hợp với công việc này, sau đó Umi quay người rời đi. Đồng nghiệp gọi cô lại khen cô trang điểm lên rất xinh. Umi nói chuyện mình đã từ chức cho em gái. Phỏng vấn ở công ty Animal Beauty chắc cũng thất bại rồi. Căn nhà này cũng sắp phải trả lại rồi, em gái nỗi không sao cả. Thật ra cô cũng rất vui khi chị gái mình thoát khỏi công ty cũ đó. Đột nhiên điện thoại vang lên. Là công ty gọi điện tới, họ thông báo chúc mừng cô đã thông qua phỏng vấn. Hai chị em vui vẻ ôm lấy nhau. Umi gọi điện cho Kazao để cảm ơn. Kazao lại nhắc nhở Umi, Animal Beauty không phải là một công ty bình thường, anh không nói nhiều hơn. Sau đó yên lặng ngồi ngắm nhìn tác phẩm của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới công ty làm việc. Bảng chào hỏi ở ngoài cửa khiến cô nở một nụ cười. Nhìn bộ dạng vui vẻ của đồng nghiệp tương lai, cô lại bắt đầu căng thẳng, vừa quay đầu lại liền giật mình. Nhìn khuôn mặt của giám khảo hôm trước, cô cũng ngượng ngùng nở một nụ cười. Sau đó cúi người cảm ơn đối phương. Giám khảo khen cô tràn đầy sức sống. Giám khảo giới thiệu với Umi rằng công ty làm việc rất linh hoạt. Văn phòng không có vị trí cố định. Nhân viên mới sẽ được một tiền bối dẫn dắt. Umi được phân tới phòng tiếp thị làm việc. Thời gian thực tập là 1 tháng. Trước giờ cô chưa từng thấy công ty nào tùy hứng như vậy, ai không biết còn tưởng đang mở tiệc. Người dẫn dắt Umi là Zuka tới chào hỏi rất nhiệt tình. Ông chủ cũng chính thức giới thiệu cô cho mọi người. Còn nói đây là bữa tiệc liên hoan hàng tuần, bảo cô đừng quá căng thẳng. Đang vui vẻ thì đột nhiên có người đẩy cô, quay đầu lại mới phát hiện là Kazao. Umi hỏi anh là nhân viên ở đây sao? Kazao nói AMH là bạn tốt của ông chủ. Lúc này Zuka gọi Umi đi họp. Chủ đề là cuộc họp báo cho sản phẩm mới vào 2 tuần sau. Sản phẩm chính lần này là một set đồ trang điểm, có nghĩa là kết hợp những loại mỹ phẩm khác nhau để tạo thành một set. Ông chủ muốn mọi người đưa ra ý kiến để cuộc họp báo đặc sắc hơn. Có một đồng nghiệp đưa ý kiến, Umi nghe mà không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác cắn ống hút. Ông chủ hỏi Umi có ý tưởng gì không, cô liền ngập ngừng nói để cô suy nghĩ thêm. Sau đó lại tới lượt Zuka bị điểm danh. Zuka đề nghị tìm 100 beauty blogger. Nếu như team càng nhiều thì sự phối hợp giữa các sản phẩm sẽ càng hoàn hảo hơn. Ông chủ cảm thấy ý kiến này rất tốt. Kazao bổ sung thêm khi các blogger livestream thì phải quảng cáo sản phẩm của công ty họ. Ông chủ rất tán thành. Ông chủ nói lần này team nhiều người nổi tiếng để thử nghiệm không phải là vì muốn tăng độ hot, mà là để chứng minh rằng set trang điểm của họ có thể phù hợp với rất nhiều người. Vì vậy việc mà mọi người cần làm là mỗi người phải thuyết phục 100 beauty blogger. Ông chủ đã giao nhiệm vụ cho mọi người. Biểu cảm của Umi lúc này dường như vẫn chưa hiểu lầm. Sau khi tan làm, Um gọi điện cho bạn thân nói ngày hôm nay đi làm rất cô đơn. Hơn nữa họ nói gì cô hoàn toàn không hiểu. Bạn thân an ủi cô vạn sự khởi đầu nan. Cô hãy cứ chăm chỉ phấn đấu tiến về phía trước là được. Hôm sau, trong lúc họp, Umi ghi lại những từ ngữ chuyên ngành. Sau khi về nhà thì lên mạng để tra rồi ghi ra một tờ giấy nhỏ, đặt chuông báo thức lúc 3 giờ sáng. Cô hy sinh giấc ngủ của mình để sử dụng rồi tìm hiểu về sản phẩm của công ty. Ban ngày Zuka hợp với khách hàng thì Umi ở bên cạnh để học hỏi, có vũ khí bí mật là mấy tờ giấy này cô cũng hiểu được học đang nói gì. Em gái cô cũng thường xuyên kiểm tra tình hình học tập của cô, một khi không trả lời được thì phải học lại từ đầu. Mặc dù cả công ty đã tan làm nhưng Umi vẫn ở lại để học hỏi. Những hành động này của cô ông chủ đều nhìn thấy hết. Hôm sau phòng tiếp thị mở một cuộc họp báo để sắp xếp nhân viên. Umi mở cả nửa ngày mới thấy tên mình ở dưới góc. Cô thấy mình nằm trong phần hậu cần liền quay sang hỏi Zuka nhân viên hậu cần là gì. Quay lại cuộc họp nhiệm vụ mới, 100 beauty blogger đã được 99%, chỉ có người nổi tiếng nhất là Mizama Ezin là chưa mời được. Hoạt động lần này cũng là hoạt động tập thể cho 100 người, mọi người cũng không có hy vọng gì về việc có thể mời được cô ấy. Ông chủ lại không muốn từ bỏ, anh quyết định để Zuka đi thuyết phục cô ấy, còn Umi phụ trách đi cùng hỗ trợ. Buổi tối, Hina đã quay trở lại công ty sau mấy ngày đi công tác. SATORU nhìn thấy ánh mắt của Hina, anh mỉm cười và nói ông chủ đang ở trong phòng làm việc. Hina nghe xong ngại ngùng nói cô đem quà ra cho anh ấy. Khi vào đưa quà cho ông chủ, Hina nói vào lúc công ty bận rộn nhất cô lại đề cử Umi, có phải hơi quá đáng không?
Ông chủ nói Umi không khiến người khác phải lo lắng vì anh đã tận mắt nhìn thấy sự cố gắng của cô. Không những vậy, anh còn rất mong chờ ngày mai Umi làm thế nào để thuyết phục Erin. Làm việc một ngày mệt mỏi xong đi ăn mì là sướng nhất. Kazao để ý thấy khuôn mặt Umi rất xinh nhưng lại có quầng thâm mắt. Umi nói là cô biết dùng kem che khuyết điểm. Kazao cho rằng cô không nghỉ ngơi đầy đủ. Cuộc đối thoại bình thường của đồng nghiệp nhưng đối với cô lại khó như xách trời. Thấy hai người bắt đầu trêu chọc nhau, ông chủ ở bên này cũng không nhịn được đứng về phía Umi. Sáng sớm hôm sau, Umi hiếm có một ngày được ngủ nướng. Nhưng rất rõ ràng là tối qua cô đã thức muộn để học thêm. Hai chị em yên lặng chờ bánh mì nướng. Khi cầm bánh mì nướng chín, vì quá nóng mà hai người ném đi ném lại. Umi vừa tới công ty liền gặp được Zuka. Cô thấy Zuka hôm nay chốt mascara màu xanh rất đẹp. Zuka liền tóm lấy Umi rồi nói nếu cô trang điểm như vậy chắc chắn sẽ rất xinh. Umi nghe xong liền lập tức từ chối. Cô nói cô chưa học được kiểu đó. Sau một hồi được Zuka thuyết phục, cô giúp Umi trang điểm mắt. Khi đánh xong, Umi hết lời khen Zuka. Umi nói cô có kỹ thuật trang điểm rất tốt, nhưng Zuka nói là do khuôn mặt của cô xinh đẹp sẵn rồi. Zuka nói cô cũng làm fan của Erin 5 năm rồi, vì vậy cô rất mong chờ kế hoạch lần này sẽ thành công. Không ngờ khi hai người ra ngoài, ông chủ chờ sẵn ở ngoài để đưa hai người đi. Vừa lên xe, anh liền khen lớp trang điểm của họ rất xinh đẹp, còn khen riêng lớp trang điểm của Umi rất hợp với cô. Umi nói Zuka đã giúp mình trang điểm, kỹ thuật của cô vẫn còn kém. Cuối cùng anh cổ vũ cho Umi và Zuka, tiễn ông chủ rời đi, cả hai người đều rơi vào trạng thái say mê. Một ông chủ vừa dịu dàng vừa chu đáo như vậy ai mà không mê cơ chứ. Hai người đã gặp được Erin nhưng Zuka lại tỏ ra rất căng thẳng. Umi luyện tập cả đêm nên đã mở miệng trước nhưng Erin vẫn luôn nhìn vào mascara màu xanh của hai người. Cô nói có rất ít người có thể kẻ mắt đẹp như vậy, không hổ danh là người của công ty trang điểm. Umi nói tất cả đều do Zuka ở bên cạnh làm. Umi nói cô ấy là fan của Erin từ rất lâu rồi. Zuka cũng lương theo lời của Umi rồi nói cô đã bắt đầu theo dõi Erin vào 5 năm trước rồi. Erin rất cảm kích về điều đó. Zuka cũng đã thoải mái để nói ra tiếng lòng của mình. Lời chân thành của Zuka đã trở thành chủ đề của cuộc hẹn này, bầu không khí cũng không còn ngượng ngùng nữa. Kết quả là họ thành công mời được Erin. Hai người vui tới mức ôm chầm lấy nhau. Thắng trận trở về công ty, các đồng nghiệp đều vỗ tay chúc mừng Zuka. Đây cũng là lần đầu tiên Zuka nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều đến như thế. Umi là người đi cùng hiển nhiên đã bị mọi người phớt lờ. Cô vẫn giúp đồng nghiệp vận chuyển từng hàng nhưng tâm trạng đã không còn như trước đây nữa. Nhìn hộp quà gửi cho Erin, cô có cảm giác vô cùng tự hào. Sau khi mọi người tan làm, Umi vẫn ở lại công ty để tăng ca. Cô kiểm tra lại số quần áo và giày sẽ dùng cho buổi họp báo ngày mai một lần cuối cùng, tới tận nửa đêm cô mới ta làm. Lúc cô vừa đi ra cửa thì lại nghe được cuộc nói chuyện của ông chủ với Daigo. Daigo nói hôm nay có thể thuyết phục được Erin đều là nhờ công lao của Zuka, còn cô chỉ đi cùng mà thôi nên anh không có ý định để cô làm nhân viên chính thức. Umi vô tình nghe được những lời này chỉ biết vội vàng bỏ chạy. Sau khi về nhà, cô ngây ngốc ngồi ở ngoài sân, cô không biết rằng ông chủ không hề nghĩ giống như Daigo. Khi cô vừa quay đầu, Daigo đang lạnh lùng nhìn thứ gì đó. Cô lập tức thất thần, ngay cả Kazao đi tới cũng không phát hiện ra. Cho tới khi anh chắn mặt rồi gọi tên cô thì cô mới tỉnh táo lại. Sau đó lại nhìn thấy Daigo đi ngang qua nhưng vẫn nhìn về phía cô. Cô thật sự rất buồn. Lúc này công ty cũng gặp phải vấn đề mới vì địa chỉ người nhận hàng không đúng nên hộp quà của Erin và Hiro đã bị trả lại. Zuka muốn tự mình đem hộp quà tặng cho hai người vì vẫn còn kịp thời gian, nhưng cả hai người đều đã yêu cầu rút khỏi hoạt động này. Ông chủ đành tuyên bố buổi họp báo vẫn diễn ra đúng giờ. Mọi người đều tản đi, còn mỗi Zuka đứng yên tại chỗ. Umi chạy lên hỏi cô ấy có cam tâm không vì được hợp tác với Erin là ước mơ của cô đó. Zuka nói cũng chỉ còn cách này thôi. Rồi lập tức Umi nhận cô sẽ xem đồ qua cho Hiro, còn Zuka mang đồ qua cho Erin. Daigo liền định ngăn cản nhưng Umi nói cô thích kế hoạch lần này rồi vội vàng rời đi. Mọi người không ngờ cô còn có thể làm như thế này. Cảnh chạy điên cuồng ở ngoài đường của phim Nhật lại xuất hiện trước mắt các bạn. Lúc này gót chân của Umi đã bị ma sát tới mức chảy máu. Bên này Hiro vì kế hoạch thay đổi nên đã lái xe đi hóng gió. Điều này đã tăng thêm độ khó cho Umi. Bên này, ông chủ nhìn thấy Zuka đi tới liền đưa túi quà cho cô. Xem ra có một nhân viên nỗ lực như vậy là nhờ có một ông chủ thấu hiểu và có trách nhiệm. Cuối cùng, Umi cũng chạy tới nơi nhưng không thấy Hiro đâu. Zuka gọi điện tới nói bây giờ cô sẽ đi tới nhà Erin, còn Hiro bên này thì nhờ cả vào cô. Vừa nghe điện thoại xong Umi, cô liền nhìn thấy xe của Hiro từ phía xa. Buổi họp báo của công ty diễn ra đúng giờ, Hina thân là người mẫu của công ty đã lên sàn đầu tiên. Còn 98 blogger khác cũng đã bắt đầu phát trực tiếp. Công ty còn mời một người mẫu phù hợp với chủ đề của hoạt động lần này. Cho dù béo, gầy, đẹp, xấu đều có thể sử dụng sản phẩm lần này, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn và sự lựa chọn của họ đều xuất phát từ lòng yêu thích. Umi và Zuka cũng đã đưa ra lựa chọn của mình, đó là vì họ thích kế hoạch lần này. Umi kích động chạy về phía Hiro, anh lập tức phanh xe lại. Sau đó cô liền đưa túi quà cho Hiro, mặc cho Hiro hoảng sợ vì không biết cô là ai. Sau khi nhìn thấy cô, Hiro cũng nhận ra Umi chính là biên đạo ngủ gật trên sóng truyền hình lúc trước. Bên này Zuka cũng kịp thời đi tới nhà đưa hộp quà cho Ezin. Buổi họp báo tổ chức vô cùng thành công. 98 blogger cũng đều đánh giá khá cao về các sản phẩm. Lúc chuẩn bị kết thúc, mọi người nhiệt tình mời ông chủ lên sân khấu. Lúc mở hộp quà ra, mỗi blogger đều nhận mình dùng thử.
Phòng phát trực tiếp của Ezin cũng khen hộp quà không ngớt. Độ hot của cuộc họp báo lần này cũng không hề nhỏ. Cả trực tiếp và từ xa đều vô cùng thành công. Sau khi kết thúc công việc, mọi người nhìn video phát trực tiếp mà bật cười. Ca Dao không nhìn thấy video nên không biết đã có chuyện gì. Umi đơn độc bước trên đường, đột nhiên có một chiếc xe đi ngang qua, giúp cô nhìn được dáng vẻ nhếch nhác hiện giờ của mình. Cô cầm điện thoại lên thì thấy mình đã lên top đầu tìm kiếm, khiến cô có chút hoang mang. Ca Dao gọi điện hỏi cô đang ở đâu, Umi liền trả lời cô không biết đây là đâu, cô cứ chạy rồi tới được đây. Ca Dao cảm thấy có chút khác thường, lập tức chạy đi tìm Umi, không ngờ ông chủ lại tới trước anh. Ông chủ vỗ vai cô nói cô đã vất vả rồi nên quay về thôi. Chỉ với một câu nói và hành động đã khiến Umi chìm đắm. Lúc này, Ca Dao cũng đến nơi nhưng chậm một bước, anh đứng nhìn hai người từ xa rồi thất vọng bỏ đi. Khi ông chủ và Umi về đến công ty, ông chủ cũng tuyên bố cô chính thức trở thành thành viên chính thức của công ty. Umi là một nhân viên thực tập, nay cô đã chứng minh được giá trị của mình, công sức cô bỏ ra đều được ông chủ công nhận. Tất nhiên là cô xứng đáng nhận được phần thưởng của chính mình. Daigo đứng từ xa cũng vỗ tay chúc mừng cho cô, chỉ có mỗi Ca Dao là cảm xúc lẫn lộn. Umi làm việc ở một công ty trang điểm hàng đầu, nhưng đã nổi tiếng ngoài ý muốn vì vẻ ngoài trông như cương thi của mình. Cuộc họp hôm nay của họ là làm thế nào để áp chế dư luận. Daigo kiến nghị công bố bảng mắt mới nhất trước thời hạn. Sản phẩm này vốn định tung ra vào mùa hè vì nó là phấn mắt có khả năng chống nước. Vấn đề của mọi người bây giờ là làm thế nào để đẩy mạnh tiêu thụ của nó vào mùa đông. Ông chủ đề nghị tìm vận động viên mùa đông để quảng cáo. Vì vậy Umi đã đề xuất mời Minami, là người có lượng fan và độ nổi tiếng cao nhất, cho dù Minami vẫn luôn để mặt mộc trước khán giả. Nếu bây giờ cô ấy trang điểm thì sẽ càng thu hút sự chú ý hơn. Mọi người đều tán thành ý kiến của cô, nhân viên chăm chỉ làm việc thì sẽ không có ông chủ nào ghét cả. Daigo nhắc nhở Umi rằng công việc của người khác cứ để họ làm. Vì hiệu quả công việc, cô bắt buộc phải đi ngủ đúng giờ. Daigo nói những lời này không phải vì quan tâm cô, mà là vì công ty. Umi nghe xong liền gật đầu, có lẽ là để giải thích cho những lời tối hôm trước Umi nghe thấy. Daigo nghiêm túc nói, người quyết định cô làm nhân viên chính thức là anh, nhưng nhìn thấy ông chủ cầm cà phê đi tới đây liền quay người bỏ đi. Lúc này đồng nghiệp cũng đem kết quả về. Huấn luyện viên của Minami đã từ chối quảng cáo đồ trang điểm là vì Minami không hề có hứng thú với đồ trang điểm. Umi nghĩ tới hôm nay khi mình tặng quà cho Minami, cô ấy rất vui vẻ, sao cô ấy có thể từ chối được cơ chứ? Sau khi tan làm, Umi tới quán mì quen thuộc của mình. Ca Dao liền gọi cho cô một bát mì và bia. Umi trách tại sao lại gọi đồ khi chưa hỏi ý kiến của cô. Mới sáng sớm, Umi đã tới sân trượt tuyết, cô muốn gặp mặt Minami. Không biết đã trôi qua bao lâu, Minami trượt tuyết xong mới nhìn thấy Umi đang ngồi ở phía xa. Cho dù đã sắp đông cứng cả người, vẫn không ngăn được sự kích động của cô khi nhìn thấy Minami. Minami không hiểu vì sao cô lại tới tìm mình. Umi chỉ ra cô ấy đã nói dối về lý do từ chối hợp tác công ty. Bởi vì khi nhận đồ trang điểm, Minami đã vô cùng vui sướng. Dáng vẻ Minami lộ rõ ra vẻ mặt có vấn đề gì đó. Minami nói nếu như vận động viên mà đi quảng cáo cho công ty mỹ phẩm, thì sẽ có người nói này nói nọ, mà một người có nội tâm yếu đuối như Minami không thể chịu đựng nổi. Minami nói cho dù cô có trang điểm mỗi ngày thì cô vẫn là cô mỗi khi tập luyện vất vả. Dù cô ấy rất thích lời mời lần này, nhưng cô cũng chỉ có thể từ chối. Cuối cùng Umi cũng hiểu được lý do thật sự, giờ thì cô không còn gánh nặng gì nữa. Sau đó Umi đề nghị trang điểm cho Minami một lần cuối cùng. Umi cũng nhân cơ hội nói rõ ý đồ của mình khi tới đây. Cô nói nếu như mình không tới đây, sau này cô sẽ hối hận. Câu nói này đã đánh thức Minami, thích mà không thích thì sẽ khiến cô phải tiếc nuối, cảm giác hối hận sau này sẽ ngày một tăng thêm. Cuối cùng Minami cũng quyết định nghe theo trái tim của mình. Mà huấn luyện viên cũng rất thoải mái, bà không ngừng ủng hộ sự lựa chọn của Minami. Đột nhiên bà nhắc nhở Minami ngày kia sẽ phải đi Canada, thời gian đi là 3 tháng. Cũng có nghĩa là lúc Minami quay lại thì cũng quá muộn rồi, mà chỉ quay quảng cáo trong một ngày là điều không thể. Khi mọi người đang đau đầu, thì ông chủ liền xuất hiện và nói với họ cho anh một ngày, Umi chạy theo sau để ngăn anh lại. Ông chủ liền gọi điện cho Daigo. Khi Daigo nhận được điện thoại của ông chủ, Daigo nghe xong tức giận miễn cưỡng đồng ý. Bên này, Keisuke ân cần khoác áo khoác của mình lên cho Umi. Sau đó, hai người chuẩn bị đi tìm nơi quay cho phù hợp. Khi hai người quay về khách sạn thì đã run như cầy sấy. Umi nhận thẻ phòng từ tay Keisuke thì hóa đá. Cô tự hỏi mình liệu đây có phải là đãi ngộ sau khi được lên làm nhân viên chính thức. Không những vậy, Umi đã được thoải mái tắm nước nóng. Umi đang hưởng thụ dưới suối thì đột nhiên có tiếng nói. Umi không ngờ Keisuke đang ở bên cạnh, ngây ra một lát rồi tỏ ý xin lỗi với anh. Nhưng Keisuke lại không nghĩ như vậy. Anh khen Umi có một loại sức hút, đó là cô có thể thu hút mọi người vây xung quanh cô. Umi không ngờ anh sẽ khen mình như vậy, cô ngượng ngùng không biết phải làm thế nào. Về tới phòng cô thoải mái nằm trên giường, đột nhiên nhận được tin nhắn của Keisuke. Nhìn thấy tin nhắn, cô vui vẻ mở rèm cửa ra. Trong căn phòng bên cạnh cô, Keisuke cũng đang ngắm nhìn bầu trời sao lộng lẫy. Sáng hôm sau, Ca Dao và Hina đã cùng ekip tới đây. Khi thấy Umi chào đón, Ca Dao rất vui vẻ, nhưng hai người không ngờ rằng Keisuke cũng xuất hiện ở đây. Khuôn mặt của Ca Dao tràn đầy nghi ngờ, Hina cũng vô cùng khó chịu và buồn bã. Hina quyết định không giấu giếm nữa, cô phải chủ động tấn công Keisuke.
Chàng trai này có nằm mơ cũng không ngờ tới người tới chào anh và Hina. Không chỉ có người mình thích mà còn có cả tình địch. Cũng vì chuyện này mà anh cảm thấy rất phiền. Trong lúc đổi địa điểm quay chụp, anh đã cướp máy tính đi, không cho Umi xem ảnh. Sau khi kết thúc quay chụp, Kazao đã một mình rời đi, Umi thấy vậy cũng liền chạy theo sau anh. Keisuke nhìn thấy, anh cũng thấy hơi cấn cấn. Hina trên xe nhìn thấy cảnh này còn khó chịu hơn. Umi mang bữa trưa đến ngồi cạnh Kazao. Sau đó đưa cho anh một phần cơm nhưng Kazao từ chối thẳng thừng. Sau đó, hai người lại cãi nhau về việc nên chọn bức ảnh nào. Nhìn thấy Kazao không chịu nhún nhường, Umi quyết định lấy lại sủi cảo mình vừa tặng cho anh. Lúc này Hina và ông chủ đang ở ngoài cửa cười nói hai người lúc tranh giành rất giống trẻ con. Hai người chơi kéo búa bao, nếu ai thắng được miếng ăn cuối cùng. Nhưng Kazao lại ăn luôn miếng cuối cùng, Umi thấy vậy nói anh chơi đều. Keisuke và Hina ngồi xuống để cùng ăn, anh cũng đề nghị ba người lát nữa đi trượt tuyết. Kazao rất tò mò vì sao anh không đi cùng mọi người. Không ngờ Keisuke nghe xong liền hoang mang. Cuối cùng anh vẫn mặc đồ lên tham gia lớp học trượt tuyết cùng các bạn nhỏ. Thấy ông chủ còn chưa đi được bước nào đã ngã sấp mặt, ba người cười không ngừng lại được. Umi gọi điện cho em gái oán trách Kazao đã thay đổi, vậy mà dám cướp miếng sủi cảo cuối cùng của cô. Em gái nói Kazao nhỏ tuổi cô nên nhường anh mới đúng. Bên này Hina cũng khuyên Kazao đi làm hòa Umi nhưng anh vẫn chưa đồng ý. Umi bên này lại đụng phải Keisuke đang nằm bò dưới đất. Umi định giúp anh đứng dậy nhưng vì sức quá mạnh nên đã bị ngã xuống tuyết. Keisuke tháo găng tay xuống giúp cô lau tuyết trên mặt đi, hành động này khiến bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ. Lúc này Kazao cũng xuất hiện ở phía sau, Umi vui vẻ chào hỏi anh nhưng lờ đi. Umi thấy vậy rất tức giận liền đuổi theo anh để hỏi rõ lý do. Umi bây giờ chỉ muốn làm lành với anh nên chỉ đành phải bám theo sau anh. Kazao dừng lại ở giữa đường, lấy máy ảnh ra chuẩn bị chụp lại phong cảnh ở phía xa. Không ngờ lại bị Umi đâm vào làm chiếc máy ảnh bị rơi xuống tuyết. Kazao đau lòng cho máy ảnh của mình. Umi liền túm lấy anh rồi nói tại sao lúc nãy lại không ý để tới cô. Cô không muốn cãi nhau với anh đâu, cô muốn làm hòa anh. Thấy Umi hung dữ như vậy, Kazao không tự chủ cầm máy ảnh lên lưu lại kỷ niệm. Nghe thấy tiếng chụp ảnh, Umi rất kinh ngạc. Kazao cười nói thái độ của cô không giống xin lỗi, sau đó nghiêm túc xin lỗi cô. Umi cuối cùng cũng nghe được đáp án mà mình muốn, không nhịn được mà nở một nụ cười. Nhưng vẫn kiêu ngạo nói với Kazao rằng bức ảnh mình chọn là bức ảnh đẹp nhất. Hai người cuối cùng cũng làm lành với nhau và quay trở về. Hôm sau Umi tới công ty, mọi người biết được Umi trượt tuyết cả ngày khiến cơ bắp căng cứng, tất cả đồng nghiệp đều vây quanh để động viên cô. Đúng lúc này Daigo xuất hiện cắt ngang tràng pháo tay của mọi người, bảo mọi người quay về làm việc. Thấy mọi người rời đi, Daigo đặt thuốc giảm đau lên bàn, chu đáo nhắc nhở cô hãy chuyên tâm làm việc. Hina cũng chuẩn bị hoàn thành kế hoạch của mình. Sau khi trang điểm xong, cô đi về phía văn phòng giám đốc. Khi vào phòng cô tỏ tình với anh và chủ động tặng anh một cái hôn. Bên này, Kazao quay về phòng làm việc, cuối cùng gửi bức ảnh mà Umi đã chọn cho Daigo. Trong lúc xem đống ảnh mình vừa rửa ra, nhìn thấy dáng vẻ hung dữ đáng yêu của Umi, anh âm thầm hạ quyết tâm. Hina nhẹ nhàng rời khỏi môi của Keisuke, trong mắt tràn đầy tình cảm, cô nói cô thích Keisuke. Keisuke lúc này vẫn chưa tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi, dường như cô đã đoán được câu trả lời, vì vậy đã lựa chọn rời đi nhưng vẫn không nhịn mà quay người lớn tiếng nói với anh rằng nên sống một cách thoải mái hơn. Ngoài việc quan tâm tới công ty và những người khác, anh nên chú trọng vào cuộc sống của mình. Hina còn thấy cô biết Keisuke thích ai nhưng em sẽ không nói cho anh. Mới sáng sớm Kazao đã thu dọn đồ đạc. Umi tò mò hỏi hôm nay anh không tham gia bữa tiệc sáng sao. Kazao không nghe được đáp án mình muốn, anh có chút thất vọng, lập tức kéo hành lý rời đi. Anh thay đổi nhanh quá khiến Umi không hiểu gì. Kế hoạch mới của công ty là cho ra những sản phẩm giá rẻ, phù hợp với thanh thiếu niên. Mọi người đều nhờ cả vào một thanh niên trẻ tuổi. Chỉ có Umi nhớ tới có thể hỏi em gái mình vì em gái cô cũng rất thích trang điểm và rất hoạt bát. Zuka im lặng nhìn về phía Umi đang nhiệt tình thảo luận với mọi người. Sau khi tan làm, Zuka nói mình rất ngưỡng mộ Umi. Cô cảm thấy Umi đối xử rất chân thành với người khác, phẩm chất này rất đáng quý. Umi thấy vậy rất vui vẻ nói từ trước tới giờ chưa có ai nói với cô như vậy. Sau khi về nhà, Umi không nhịn được mà khoe khoang với em gái. Naji đồng ý chị gái đưa ra ý kiến cho kế hoạch lần này của công ty, với điều kiện Umi phải trang điểm cho Naji thật đẹp. Mọi người nghe xong liền biết Naji đã có cờ rút, Umi ở bên cạnh cũng phải khen em gái giỏi. Naji cũng không giấu mà trực tiếp nói với mọi người, cờ rút là đàn anh cô quen được ở chỗ làm việc, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Sau khi biết em gái muốn theo đuổi người lớn hơn cô mấy tuổi, ba cô chị liền cùng nhau cụng ly để hóng hớt. Umi nói cô sẽ đồng ý giúp đỡ em gái, hứa sẽ giúp Naji trở thành người xinh đẹp nhất mà quan trọng nhất là cách phối đồ, cô liền nghĩ tới muốn mời Kazao tới giúp đỡ. Cứ như vậy Kazao đã thành khách quý được mới tới nhà họ. Cho dù anh đã nhấn mạnh mình chỉ là một nhiếp ảnh gia, nhưng Umi lại nói người cô có thể nghĩ tới chỉ có anh. Kazao rất hiếu kỳ nói cô trang điểm ăn mặc như vậy chỉ vì muốn cưa đổ cờ rút sao. Sau khi Kazao đồng ý, hai chị em lại tranh luận đi đâu để mua đồ. Kazao liền nói họ không phải lo về chuyện này, anh có thể gọi bạn của anh tới giúp. Hôm sau Keisuke vừa vào công ty liền chú ý tới Umi. Sau đấy anh tiến lại gần cô để nói gì đó nhưng anh do dự không dám nói. Anh đành phải dặn dò Umi chăm chỉ làm việc, Umi vui vẻ đồng ý.
Keisuke đang ngồi ngây ngốc thì Daigo bước vào. Sau lần trước Hina nhắc nhở, Keisuke nghĩ tới gần đây mình thường xuyên chú ý tới Umi. Daigo nói anh tạm dừng câu chuyện lại, sau đó anh liền đi tới bồn rửa tay. Bất ngờ Keisuke xông lên hỏi Daigo nên làm thế nào. Daigo khuyên anh không được vội, phải bắt đầu từng bước một. Đúng là một người dám nói một người dám nghe. Daigo chu đáo cầm hai ly cà phê tới, sau đó ra hiệu để cổ vũ cho anh. Daigo thấy Keisuke do dự không dám tiến lên. Cuối cùng vẫn phải chờ Umi nhìn thấy, thì anh mới đi tới chào hỏi. Lần đầu rủ con gái nhà người ta đi hẹn hò lại lấy lý do điều tra nghiên cứu khách hàng. Daigo nghĩ cái cớ này chỉ có trẻ con mới tin, ai ngờ Umi tin thật khiến anh ngơ ngác. Hai người hẹn tuần sau sẽ cùng nhau đi ăn chắp phổ. Bên này Naji đã nhờ được Kazao giúp mình phối đồ. Sau khi đồng ý, Kazao làm việc rất nhanh, anh đã thu thập hết trang phục của đồng nghiệp tới. Như vậy sẽ bớt được một khoản tiền mà còn có thể chọn và mượn bất cứ lúc nào. Khi thấy Umi và Naji cúi đầu đồng ý, hai đồng nghiệp đều nói họ không cần khách khí vì mọi người đều rất thích đọc những tiểu thuyết tình yêu về tuổi trẻ. Kazao lấy chiếc váy được treo trên tường xuống, Naji nói đó là do cô tự phối. Cho dù mọi người đều khen rất xinh đẹp, nhưng Naji vẫn treo nó lại lên tường. Cô muốn mình nổi bật trong mọi hoàn cảnh. Bộ đầu tiên cô thử là một bộ theo phong cách đơn giản, phong cách đã có sự thay đổi hoàn toàn khiến Naji trở nên đáng yêu. Bộ thứ hai theo phong cách công chúa, mọi người đều thích phong cách này. Bộ thứ ba là một chiếc áo len phối với váy ngắn. Bộ thứ tư theo phong cách trưởng thành do Yuka phối đồ. Dưới sự trợ giúp của các chị em, rất nhiều phong cách khác nhau của Naji đã được chụp lại. Kazao đều khen mọi người phối đồ rất đẹp, đẹp hơn Umi rất nhiều. Umi nghe thấy thì chất vấn anh. Khi Umi và mọi người ra ngoài chụp ảnh, Hina đã vô tình biết được Umi có hẹn với Keisuke. Tin tức quá bất ngờ khiến cô không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Sau khi rửa ảnh xong, mọi người đã chỉ vào bức ảnh mà mình cho là đẹp nhất, nhưng vẫn chưa quyết định được ngày mai Naji nên mặc bộ nào. Hai chị em cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ. Trên đường quay về, Makoto hỏi Hina có phải cô có tâm sự gì không vì cô đã quen Hina rất lâu rồi. Makoto liền giang tay ra, Hina không nhịn được mà ôm cô ấy khóc lớn. Sau đó Makoto động viên Hina, nói cô chắc chắn sẽ vượt qua chuyện này. Sau một tối, Umi khuyên nhủ em gái. Cuối cùng Naji vẫn quyết định ăn mặc như thường ngày đi hẹn hò. Umi thấy vậy liền khen cô rất xinh đẹp. Cờ rút nhìn thấy Naji mặc phong cách đó mà rất ấn tượng. Buổi tối Naji chia sẻ cho chị gái về ngày hôm nay, Umi cũng thấy vui thay cho em gái. Đến mức cô mời luôn ông chủ cùng uống bia với mình. Umi còn bảo em gái gọi Kazao tới đây để chúc mừng, không ngờ một giây sau cô liền ngủ quên. Khi Kazao đến, thấy cô như vậy thì cũng cạn lời vì cô mời anh tới mà lại ngủ gục như vậy. Trên đường về, Naji bỏ lại Umi đang xe mềm cho Kazao. Lúc này Umi bắt đầu có những hành động kỳ lạ, không ngờ chơi quá trớn lại ngã vào lòng Kazao. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Umi cũng tỉnh táo hơn một chút, ngượng ngùng đứng dậy xin lỗi anh, nhưng Kazao lại nắm lấy tay cô rồi nói anh sợ cô sẽ ngã. Hôm sau Naji tới công ty của chị gái để trả lại quần áo, trong túi quần áo còn viết một tờ giấy cảm ơn. Umi cũng thấy rất tự hào về em gái của mình, Naji cũng không quên lời hứa của mình với chị gái. Cô nói hết những ý kiến gì mình có thể nghĩ ra được cho mọi người, Yuka nghe xong cũng phải lau mồ hôi. Trên đường về nhà, Naji nhìn bức ảnh ký tên Hina tặng cho mình, liền khen Kazao không những rất tốt bụng mà còn rất giỏi nữa. Cô còn ước Kazao là người nhà của cô. Umi nghe xong rất ngạc nhiên, cô nói chuyện đó chắc chắn là không thể. Hôm qua, Daigo thân là người cố vấn tình cảm, đã đích thân phối đồ cho anh, còn truyền thụ lại kinh nghiệm mà mình đã tích lũy sau bao lần hẹn hò cho anh. Daigo khuyên bảo anh phải chia sẻ về chuyện của mình trước, như vậy thì đối phương mới có thể sẻ chia lại với anh. Keisuke sợ mình không nhớ được còn lấy điện thoại rồi ghi chép lại. Lúc này, Umi cũng đang chuẩn bị ở nhà. Naji nói buổi hẹn hò đầu tiên với giám đốc cô phải trang điểm thật xinh đẹp. Cô không chỉ tích cực hướng dẫn Umi trang điểm mà còn phối sẵn hai bộ để Umi lựa chọn. Keisuke đã tới địa điểm hẹn từ rất sớm chỉ để ôn lại bài thêm vài lần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khiến Umi cảm giác như mình đã tới muộn. Hai người vừa gặp nhau chưa nói được lời nào đã bắt đầu xin lỗi đối phương. Sau khi ngồi vào bàn ăn, Keisuke căng thẳng cúi xuống nhìn ghi chú trong điện thoại. Thì Umi nói với anh chỗ này có vẻ như không thích hợp với họ lắm. Anh không ngờ Umi lại nói y hệt những gì mình đã chuẩn bị. Liên tiếp bị cướp lời hai lần khiến Keisuke lúng túng ngượng ngùng. Anh nói anh không có bạn gái. Umi cảm thấy câu nói này của anh rất kỳ lạ, vì cô đã từng nghe chuyện này lúc phỏng vấn rồi. Umi thổ lộ cô cũng chưa từng yêu đương, do công việc quá bận nên cô không còn tâm tư để tìm bạn trai nữa. Keisuke lấy hết dũng khí để hỏi cô bây giờ có tâm trạng để yêu đương chưa. Nhưng câu trả lời của Umi lại không phải là điều anh đang mong muốn. Bữa ăn này chỉ có Umi là thấy ngon miệng, Keisuke chỉ đành che giấu đi sự thất vọng của mình. Daigo an ủi anh dù sao lần này cơ bản thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trước mắt là xác nhận được Umi chưa có bạn trai, bây giờ chỉ cần tích cực hẹn hò với cô ấy là được. Sự xuất hiện của Hina đã cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, cô nói hai người chẳng hiểu gì hết. Hina vui vẻ tư vấn cho Keisuke và khuyên anh, nếu thật sự thích Umi thì cứ mạnh dạn mà tiến lên, chứ không phải nơm nớp lo sợ kinh nghiệm của mình không đủ. Hina còn bãi chức cố vấn tình cảm không ra gì của Daigo, rồi tự ứng cử mình vào vị trí đó luôn. Sau khi Umi về nhà thì phát hiện có một đôi giày nam ở ngoài cửa.
vào nhà mới phát hiện Kazao đang nấu lẩu ở nhà cô. Umi rất tò mò tại sao anh lại ở nhà mình một cách thoải mái như vậy. Hóa ra Naji biết tin tối nào Kazao cũng ăn mì. Cô lo lắng anh ăn uống không đầy đủ nên đã gọi anh tới đây để cải thiện bữa ăn. Sau khi ăn xong, hai người phân công công việc rõ ràng, bầu không khí rất hòa hợp, dường như hai người đã ở chung với nhau rất lâu vậy. Kazao do dự hỏi hôm trước hẹn hò đã có chuyện gì xảy ra. Umi ngẩng đầu về phía anh, còn chưa kịp nói gì thì Naji bước vào. Khoảnh khắc vui vẻ này hai người cũng không ngờ tới trong lần gặp tiếp theo, hai người sẽ cãi nhau rất to. Hóa ra Umi muốn viết thử một bản kế hoạch, chủ đề chính là buổi triển lãm những bức ảnh được chụp bởi Kazao. Nếu như hoạt động này thành công thì cả Kazao và công ty đều nhận được lợi ích. Keisuke rất coi trọng lợi ích này. Vì vậy Umi đã đặc biệt chọn bộ đồ lúc trước Kazao chọn cho mình, còn tự trang điểm qua gương. Cô hẹn Kazao tối nay ở quán mì. Khi ở trong quán mì, cô hỏi Kazao xem mình có đẹp không. Kazao gật đầu lia lịa. Umi trực tiếp lấy bản kế hoạch của mình cho anh xem. Kazao sau khi xem xong liền hỏi cô có thể xóa tên mình đi không. Umi không hề chú ý tới ánh mắt của anh. Cô tự tin nói mặc dù đây là buổi biểu triển lãm quảng cáo cho công ty, nhưng sau khi tổ chức xong thì anh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Umi vẫn luôn cho rằng Kazao làm ở công ty là vì anh yêu thích nó. Tới hôm nay cô mới biết đây chỉ là một công việc của anh mà thôi. Hai người cãi nhau một hồi khiến Umi tức giận bỏ đi. Trước khi đi cô còn nói cô đã thật sự thích những tác phẩm mà anh đã chụp cho công ty, rồi cô bỏ đi luôn, mặc cho Kazao ngồi đó. Sau lần này, hai người không còn liên hệ gì cả về công việc và cuộc sống. Umi cũng từ bỏ bản kế hoạch đó của cô, Kazao cũng tiếp tục công việc của mình như bình thường. Khi anh nhìn lại bức ảnh của Umi một lần nữa, anh liền đi tới quán mì, anh vẫn gọi một bát mì và một phần sủi cảo. Đột nhiên có người mở cửa, Kazao ngạc nhiên vì đó là Keisuke. Sau đó hai người tâm sự với nhau. Keisuke nói người ta thường nói tình địch gặp nhau đỏ cả mắt, nhưng Kazao lại thấy bản thân của mình không đủ trình để so sánh với người đàn ông này. Kazao cảm thấy rất kỳ lạ, anh hỏi Keisuke từng đến đây rồi sao. Keisuke liền nói chẳng lẽ anh đã quên năm đó ai đã là người đưa anh đến đây à. Kazao thì lại nghĩ Keisuke tới tìm anh là vì chuyện Kazao từ chối bản hợp đồng kế hoạch của Umi. Keisuke nói Umi cũng không nói cho anh biết nguyên nhân cụ thể, nên hôm nay anh tới đây để nghe Kazao nói ra nguyên nhân thật sự. Kazao cũng thẳng thắn chia sẻ ý định ra nước ngoài của mình. Nếu ở đây anh sẽ không thực hiện được ước mơ của mình. Keisuke nghe xong liền đồng ý. Anh nói nếu không có Kazao, anh cũng rất mệt mỏi, nhưng ước mơ của cậu quan trọng hơn. Kazao tự nhủ đúng là anh không thể so sánh với Keisuke được. Lời khuyên của Keisuke đã xua tan mọi tâm trạng u tối của Kazao. Cuối cùng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Keisuke cũng khá lo lắng cho Kazao nhưng bây giờ anh cảm thấy yên tâm hơn rồi. Kazao đột nhiên hỏi Keisuke có lo lắng cho Umi không, vì Kazao nghĩ anh đến đây để thuyết phục mình vì Umi, mà Keisuke còn thích Umi. Vừa dứt lời, Keisuke ngạc nhiên hỏi Kazao tại sao lại biết chuyện đó. Kazao cũng thẳng thắn nói mình cũng thích Umi, nhưng bây giờ anh phải ra nước ngoài nên đã buông bỏ rồi. Kazao nói hai người họ rất xứng đôi, còn khuyên Keisuke nên tìm cơ hội để hẹn Umi thêm một lần nữa. Keisuke ngồi ngoan tiếp thu ý kiến của Kazao. Kazao ăn món mì quen thuộc lại thấy không còn tâm trạng nữa. Sáng hôm sau Umi thu dọn lại quần áo ở trong phòng. Trong lúc treo quần áo, cô lại nhớ tới lần trước cãi nhau với Kazao. Đã lâu như vậy rồi nhưng hai người vẫn không nói chuyện với nhau, cũng không ai chủ động làm hòa. Nhưng Umi không ngờ rằng, tới khi cô nghe thấy tin tức của Kazao lần nữa thì anh đã chuẩn bị ra nước ngoài. Nghe thấy đồng nghiệp thảo luận việc phải mời một nhiếp ảnh gia mới, Umi không thể nào tin vào tai mình. Cô nghe thấy tin này cảm thấy rất thất vọng. Về đến nhà cô đã uống tới 3 cốc bia, nhưng vẫn muốn uống tiếp mặc dù đã say bí tỉ. Umi nói với hai người hành động của anh ta không thể chấp nhận được, tại sao lại không nói cho cô biết chuyện như thế này. Bên này Kazao cũng cho hết đồ đạc vào trong một cái thùng. Cuối cùng vẫn mở một cuốn sổ kẹp bức ảnh Umi ra, anh nhìn thấy bức ảnh đó tâm trạng trở nên rất phức tạp. Đúng lúc Hina tới tìm anh để ăn mì, Kazao hỏi Hina tại sao lại biết anh ở đây. Hina hỏi Kazao có còn lưu luyến gì không. Kazao liền nhìn lên giá sách rồi nói anh không còn cần những thứ đó nữa. Nhưng anh đâu biết được mình sắp có một cú tự vả mặt mình đâu nè. Hôm nay công ty của họ chào đón một sản phẩm mới. Tạo hình bắt mắt và độc lạ khiến các đồng nghiệp yêu thích không rời tay. Đúng lúc này đạo diễn ở công ty cũ đến tìm Umi. Umi thấy rất ngạc nhiên khi chưa từng thấy ông ăn mặc lịch sự như vậy. Đạo diễn đưa cho cô một túi quà, sau đó nghiêm túc cúi đầu xuống xin lỗi Umi. Đạo diễn xin lỗi cô vì những ngày tháng qua đã bóc lột sức lao động của cô. Ông vẫn luôn dằn vặt suốt bao lâu nay, cũng chưa thể cho dân cư mạng một câu trả lời thích đáng. Vì vậy đã lên một chương trình liên quan đến Umi. Ông thành khẩn mong Umi sẽ tham gia chương trình với tư cách khách mời. Umi do dự một lát nhưng cũng không đồng ý. Đạo diễn nghe xong thì có chút thất vọng nhưng ông cũng cảm thấy mừng vì cô đã học được cách từ chối. Ông khen cô vì đã thay đổi. Khi ông chuẩn bị rời đi, đột nhiên Umi gọi ông lại rồi nói cô có một ý kiến. Đồng nghiệp hóng hớt nhìn chằm chằm về phía hai người, mọi người tò mò họ nói chuyện như vậy, liệu có phải muốn mời Umi về công ty cũ làm việc không? Umi cười nói với mọi người đài truyền hình đã chuẩn bị làm một chương trình cho họ. Nhìn biểu cảm sững sờ của mọi người, cô nghi ngờ không biết mình có làm sai ở đâu không. Nhưng mọi người đều nói cô làm tốt lắm, Umi cũng không nhịn được mà vui sướng. Trong cuộc họp hàng tuần, Keisuke chuẩn bị đẩy mạnh doanh thu của sản phẩm ra nước ngoài. Nhờ có sự ảnh hưởng của Hot Girl Philippines,
những vlogger ở các quốc gia đều chấp nhận quảng cáo sản phẩm cho công ty họ. Vì vậy họ nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Nhiệm vụ lần này là phải mời các vlogger tuyên truyền cho công ty họ. Zuka có tiếng Anh xuất sắc nên đã được giao cho nhiệm vụ quan trọng này, giám đốc còn bảo Umi giúp đỡ cô. Sau khi họp xong, Umi liền lén lút hỏi tại sao Keisuke lại chọn cô vì tiếng Anh của cô không tốt bằng Zuka. Keisuke nói anh muốn cô cảm nhận được công ty này cần cô, Keisuke cũng không quên lời khuyên hôm trước của Kazao. Anh hẹn Umi sau khi kết thúc công việc lần này đi ăn cùng với anh, Umi liền đồng ý luôn. Umi giúp đỡ Zuka rất nhiệt tình, đồng thời còn chuẩn bị cho chương trình của đài truyền hình. Ông trời cũng không phụ lòng người. Cuối cùng họ cũng hẹn được với blogger nổi tiếng ở Philippines. Tới tối sau khi tan làm lại thấy Zuka vẫn đang tăng ca, Umi không nói gì liền ở lại giúp đỡ. Lúc này Daigo đang đứng phía sau cửa kính quan sát hai người. Anh liền bước vào nói với hai người nếu muốn tăng ca thì phải nộp tiền. Umi liền giải thích họ đang bàn xem tối nay nên ăn gì thôi nhưng đang chuẩn bị đi thì anh bước vào rồi. Umi giải thích xong liền kéo Zuka rời khỏi đây. Umi dẫn Zuka tới nhà mình, Naji cũng chu đáo nấu đồ ăn cho hai người. Hai người ngồi cùng nhau trên sofa làm việc thâu đêm, mặc dù mệt nhưng Umi lại cảm thấy rất vui vẻ. Vài ngày sau, Umi vẫn bận bịu cả ngày lẫn đêm. Điều này khiến Daigo trước giờ luôn lạnh lùng bây giờ cũng phải mỉm cười. Người lạc quan cố gắng sẽ luôn nhận được hồi báo. Thỉnh thoảng khi tan làm Umi sẽ đi tới quán mì, nhưng mỗi lần cô chỉ dừng vài giây rồi rời đi. Đồng nghiệp khen năng lực làm việc của Zuka. Zuka vừa muốn nói là do Umi giúp đỡ mình mới làm được, nhưng Umi lại quay đầu ra hiệu cô cứ nói cô làm là được rồi. Chiều mai là thời gian phát trực tiếp của đài truyền hình. Vì vậy hôm nay Umi phải về sớm, không thể giúp Zuka làm việc được rồi. Zuka nói cô có thể làm được. Umi cẩn thận bước vào nhà, không ngờ muộn như vậy rồi mà em gái vẫn chưa ngủ. Naji lo lắng thời gian này chị gái đã quá mệt mỏi nên đã bảo cô đi tắm trước, còn Naji thì đi nấu mì cho cô ăn. Hôm nay chương trình diễn ra rất thành công, Umi vui vẻ chào tạm biệt với đồng nghiệp cũ. Mọi người chuẩn bị suốt một thời gian dài chỉ để quay trong 15 phút hôm nay. Umi như chút được gánh nặng, vừa ngồi xuống muốn liên hệ cho Zuka để hỏi thăm tình hình, đột nhiên cô nhìn thấy tin nhắn từ chối của Lily. Umi liền vội vàng chạy về công ty, Kazao lúc này cũng vừa bàn giao công việc xong thì nhìn thấy Umi. Umi vội vàng hỏi Zuka tại sao lại thất hẹn. Hóa ra hôm qua, sau khi Zuka về nhà thì ngủ quên mất, tới khi tỉnh lại thì đã đến buổi chiều rồi, Zuka cúi đầu xin lỗi Umi. Nhưng Umi tức giận nói cuộc đàm phán đó là thời khắc quan trọng nhất, nếu bỏ lỡ sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Zuka chỉ biết xin lỗi Umi. Umi cũng cảm thấy những lời cô nói quá nặng nề, cô xin lỗi Zuka rồi quay người rời đi. Vừa quay người rời đi thì cô lại nhìn thấy Kazao và Keisuke ở ngoài cửa, Umi nhìn hai người rồi vội vàng rời đi. Kazao và Keisuke liền chạy theo Umi, còn Umi vẫn tiếp tục đi về phía trước. Kazao đuổi theo nắm lấy tay cô nhưng Umi lại giật tay anh ra rồi đi tiếp. Kazao chạy theo an ủi Umi, nhưng Umi lúc này không có tâm trạng gì hết, cô tức giận đuổi Kazao đi, cô không muốn anh nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Nhưng đột nhiên lại nghe được lời tỏ tình của Kazao, anh đưa cho cô tấm ảnh mà anh đã chụp. Kazao nói anh rất thích chụp ảnh quảng cáo cho công ty, cuộc sống yên ổn này khiến anh từ bỏ ước mơ ra nước ngoài. Nhưng từ khi anh chụp được bức ảnh của cô, chính bức ảnh ấy đã thôi thúc anh thực hiện ước mơ của mình. Anh không cần Umi phải nói câu trả lời, vì tuần sau anh cũng phải ra nước ngoài rồi. Anh nói Umi có thể tiếp nhận và thích anh, cũng có thể dũng cảm trở thành một người vui vẻ mà cô mong muốn. Kazao vuốt tóc cô rồi rời đi, Umi vì thế mà không cầm được nước mắt. Umi nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng gánh hết trách nhiệm về sơ sót hôm qua của Zuka lên người mình. Cô trách bản thân đã bỏ lại Zuka một mình vào thời khắc quan trọng nhất. Đồng nghiệp an ủi cô nói họ cũng có trách nhiệm vì đã để hai người phụ trách một lượng công việc quá lớn. Lúc này Keisuke ra mặt, cuối cùng cũng giữ chân được Lily. Sau khi trang điểm lại, Umi rời khỏi công ty, cô lại vô tình đi tới quán mì. Vốn tưởng rằng trong quán không có ai, không ngờ đẩy cửa ra lại nhìn thấy Kazao đang ở đây. Ông chủ chu đáo bưng rượu lên cho hai người. Sau khi ngồi xuống cạnh Kazao, Umi có chút căng thẳng. Kazao hỏi thăm cô nhưng cô chỉ biết ngượng ngùng trả lời. Kazao nói với Umi 10 giờ ngày mai anh sẽ lên máy bay. Hai người tạm biệt nhau lần cuối trước quán mì. Umi không biết nói gì nữa cho tới khi hai người chào tạm biệt nhau lần thứ tư, hai người nhắc nhau bảo trọng rồi rời đi. Hina gặp được một người đàn ông thầm mến mình trong một bữa tiệc. Đối phương đề nghị đưa cô về nhưng cô lại từ chối. Đồng nghiệp nói một cơ hội tốt như vậy mà cô lại bỏ lỡ, nhưng muốn tìm kiếm tình yêu mới đúng là không dễ dàng gì. Daigo nói cô vẫn nên chăm sóc cho bản thân mình thì hơn. Sau đó anh nói mình cũng đã từng thương một người từ rất lâu rồi. Dù anh biết không có kết quả, nhưng anh nghĩ mình có thể giúp đỡ được cho người mình yêu là anh đã vui rồi. Daigo khuyên Hina nên nghe theo con tim mình, cứ tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình đi. Ánh mắt dịu dàng của Daigo khiến tôi suýt nữa tưởng rằng người anh thích chính là Hina. Hôm nay là ngày Kazao rời đi, Umi ngắm mình trong gương, nhưng đột nhiên lại rơi nước mắt. Cô tới công ty nhưng lại phát hiện thẻ của mình không mở được cửa. Daigo đi tới nói tháng này cô đã làm việc quá số giờ quy định. Cô còn tự ý tăng ca khi ở nhà, điều đó đã vi phạm vào quy định của công ty. Vì vậy công ty không cho phép nhân viên như vậy bước vào cửa. Dù cho Umi có cầu xin thế nào, thì Daigo cũng không cho cô vào. Lúc này Keisuke đi tới nói cô có 3 sự lựa chọn, một là làm việc, hai là về nhà nghỉ ngơi, ba là làm điều mình muốn làm,
đi tới nơi cô muốn đến, gặp người cô muốn gặp nhất. Umi cuối cùng cũng hiểu ra tấm lòng của Daigo và Keisuke. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Khoảnh khắc này cuối cùng Keisuke cũng hiểu ra, người mà anh thích chính là Umi vui vẻ vì Kazao. Vì vậy anh hy vọng cô có thể theo đuổi tình cảm của mình. Bên này Umi đang cố gắng chạy đi tìm Kazao, vừa chạy cô vừa nghĩ đến kỷ niệm của hai người. Lúc Kazao chuẩn bị rời đi thì Umi tóm lấy tay Kazao mặc kệ anh ngơ ngác, cô chủ động tiến lên hôn anh. Umi nói sau lần trước cô đã suy nghĩ rất kỹ, cô sợ mình sẽ trở thành hòn đá ngáng chân anh trên con đường theo đuổi ước mơ nên mới không dám nói ra suy nghĩ của mình. Umi cuối cùng cũng thay đổi vì chàng trai mà mình thích. Cô lấy bức ảnh của mình ra trả lại cho Kazao cười đùa, nói bạn gái sẽ không trở thành hòn đá ngáng chân trên con đường của anh. Vì vậy cô muốn anh đem theo bức ảnh này. Kazao cười nói phiền phức, sau đó lại đáp trả lại lời tỏ tình của cô, không nhịn được mà ôm cô vào lòng. Cái ôm này chứa đựng sự cưng chiều của anh, đồng thời cũng khiến khán giả được như mong muốn. Khi Umi quay lại công ty, cô đã nộp đơn từ chức cho Keisuke. Anh nói lần đầu tiên mình nhận đơn từ chức nên không biết phải làm sao. Umi nói lý do cô từ chức là vì ở đây quá thoải mái. Lý do này cũng khiến Keisuke cạn lời, nhưng anh rất tôn trọng sự lựa chọn của cô. Umi cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua đã quan tâm tới cô. Sau đó Umi hẹn Hina ra ngoài. Cô rất biết ơn vì Hina đã kéo cô ra khỏi vũng bùn. Lần này đột ngột từ chức cô cũng rất áy náy vì Hina đã đề cử mình. Hina nói cô không phải khách sao, hai người là bạn tốt mà. Về tới nhà Umi nói chuyện cô đã từ chức cho em gái. Cô nói mình không có ý định đi tìm việc nữa mà có một kế hoạch nhưng bây giờ cần phải giữ bí mật. Công ty đặc biệt tổ chức tiệc chia tay cho Umi. Daigo nghi ngờ nhìn chằm chằm vào em gái và bạn thân của Umi tới ăn trực, tò mò vì sao đồng nghiệp lại quen họ. Umi sau khi biết đồng nghiệp gọi Naji và bạn thân tới cô liền cảm ơn mọi người. Keisuke lúc này đang ngồi ở một góc nhìn Umi cười. Hina đi từ từ về phía anh. Keisuke nói lần đầu tiên anh gặp phải một nhân viên muốn từ chức vì quá thoải mái. Hina khi này nói mình ở lại đây là vì cô muốn thế. Cô muốn ở bên cạnh anh. Đây cũng là kết quả sau bao ngày suy nghĩ của Hina. Cô quyết định ở bên ủng hộ cho người mà mình yêu. Hina nói với Daigo rằng mình sẽ không từ bỏ. Daigo nói rằng anh đã có bạn trai rồi. Hina nghe xong liền rời đi. Khi tan làm Keisuke gọi Hina lại nói muốn đưa cô về. Hina đoán hôm nay sẽ uống rượu nên cô đã ngồi tàu điện tới đây. Cô cười hỏi tại sao Keisuke lại mắc phải sai lầm nhỏ như này. Nhưng cô có vẻ không biết rằng khi người ta yêu đương thì IQ sẽ quay về con số 0. Umi gọi điện thoại cho Kazao nói mình có bất ngờ muốn chia sẻ với anh. Hóa ra cô đã đăng ký thành lập một công ty. Umi khoe với anh cô đã được làm chủ tịch. Kazao nghi ngờ hỏi công ty chỉ có một mình cô sao. Umi bất chấp nói dù chỉ có một mình thì cô cũng là chủ tịch. Hơn nữa cô cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ. Cô còn nói cô đã nhận được đơn đặt hàng. Kazao không thèm nể mặt cô, trực tiếp nói khách hàng là do Keisuke giới thiệu, như vậy sẽ không được coi là độc lập đâu. Umi trách anh không thể nói những lời dịu dàng quan tâm cô được sao. Lúc này khách hàng của Umi gọi điện tới. Sau khi hỏi Kazao xong, cô mới nghe máy. Xem ra đối phương đã đồng ý sẽ hợp tác với Umi. Kazao thấy cô vui vẻ như vậy liền cầm máy ảnh của mình lên. Khoảnh khắc hạnh phúc này chỉ có những cặp đôi yêu xa mới có thể hiểu được. Hai người cứ thế mà bình trải qua những tháng ngày yêu xa. Bất ngờ một ngày, có một người tìm đến nhà Umi. Umi mở cửa ra thì thấy Zuka đang khóc ở ngoài cửa. Zuka vừa vào nhà liền vứt túi đi rồi bám vào ghế. Cô liền đưa cho hai người xem bức ảnh mà cô vừa chụp được. Lúc nãy cô đi đường thì nhìn thấy Kazao đang khoác vai một cô gái khác. Umi không muốn tin đó là Kazao, sau đó nói người trong bức ảnh chỉ giống Kazao mà thôi. Nhưng khi bạn thân hỏi Kazao hiện tại đang ở đâu, Umi lại lắp bắp không nói nên lời. Bạn thân bảo Umi mau gọi cho Kazao để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng Umi lại chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục nói về chuyện đó. Hôm sau, Umi vẫn không có phản ứng gì về chuyện này. Hôm nay là ngày công ty của cô ký đơn hàng đầu tiên. Nhưng Zuka lại chạy tới ép cô phải đối mặt với chuyện đó. Zuka tóm lấy Umi rồi bảo cô mau chóng liên lạc cho Kazao. Cô lo lắng Umi ngây thơ bị Kazao phản bội. Mọi người thấy phong cách bụi đời này không hợp với phong cách thường ngày của Kazao. Chắc chắn có ẩn tình gì đó, nhưng khi phóng to ảnh lên thì lại thấy giống Kazao. Mọi người bắt Umi phải hỏi Kazao cho rõ. Mọi người thảo luận rất sôi nổi, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng Kazao. Hina ở bên cạnh lo lắng cho Umi. Sau khi tạm biệt mọi người, Umi đi tìm một nơi yên tĩnh. Nhưng ngay cả hỏi Kazao bây giờ đang ở đâu cô cũng không dám hỏi. Mặc dù cô là người muốn biết sự thật hơn bất cứ ai. Sau đó, cô tới quán mì quen thuộc, lại bất ngờ gặp Daigo đang ở đây. Nghe thấy Umi gọi một bát mì và một chai bia. Daigo liền thắc mắc hỏi cô, nhưng anh làm sao hiểu được thú vui của Umi. Tin đồn Kazao ngoại tình đang được lan truyền trong công ty, Daigo có chút tức giận. Bởi vì Umi hoàn toàn không tỏ ra lo lắng hay giận dữ gì cả. Anh nhắc nhở Umi rằng chỉ có cô mới đoán được liệu Kazao có phản bội hay không. Nhưng trước mặt Daigo, cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Sau khi về nhà, Umi lại không có ý định đi ngủ. Cuối cùng cô cũng không nhịn được, liền mở máy tính gọi cho Kazao. Nhưng Kazao nghe xong lại hẹn cô gọi lại lần sau. Umi lắp bắp hỏi anh vài câu hỏi kỳ lạ, sau đó lại đột nhiên nổi giận. Kazao cảm thấy con gái đúng là rất kỳ lạ. Cho tới khi Umi lấy bức ảnh Zuka chụp được cho anh xem.
Kazao nhìn bức ảnh lập tức thắc mắc sao người đó lại giống anh như thế. Nhưng Umi không hề giải thích với anh mà trực tiếp cúp máy. Cùng lúc này, một chàng trai đẹp đang đi ở trên đường. Nhìn thấy cô gái đang say rượu ở bên cạnh, anh nở một nụ cười. Tiến lên chào hỏi rồi dìu cô vào bên đường, còn chú đáo đưa chai nước cho cô uống. Được một chàng trai đẹp trai như vậy quan tâm, khiến cô gái đó có chút căng thẳng. Cô nắm chặt lấy bình nước không chịu buông ra, nhưng sau đó lại lén lút dựa vào vai của anh. Sau đó có chuyện gì xảy ra thì AD không biết đâu nha, hi hi. Mới sáng sớm, Umi đã tự tìm việc làm cho mình. Như vậy cô mới không nhớ tới Kazao, nhưng khi thấy Umi chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, Nazi ý thức được cảm xúc của chị không ổn lắm. Nhất là khi Kazao gọi điện thoại tới, cô lập tức cúp máy luôn. Umi biết em gái và đàn anh hôm nay muốn ra ngoài chơi, nên cô đã đưa cho em gái một ít tiền lẻ. Những hành động kỳ lạ này khiến Nazi phải gọi điện cầu cứu Hina. Vì vậy, Keisuke và Hina đã đem đồ ăn ngon tới nhà Umi để phát cơm chó. Hina vui vẻ khen tay nghề của Keisuke, khiến Umi ở phía đối diện cảm thấy cô cùng ngượng ngùng. Keisuke khuyên cô nên đi dạo một chút, nhưng Umi sợ mình đi xong sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy, còn lấy cớ không biết cụ thể đối phương đang ở đâu. Lần đầu tiên Keisuke thấy cô lo lắng như vậy, Umi nghe xong liền cảm thấy ăn thịt nướng không còn ngon miệng nữa. Cô đứng dậy cảm ơn hai người rồi chạy ra ngoài. Keisuke và Hina đều rất hài lòng về biểu hiện của Umi. Buổi tối, một mình Umi chạy về phía Shibuya. Cuối cùng cô cũng tìm tới được chỗ giống hệt trong bức ảnh. Nhưng khi nhìn thấy đầy người đứng trước cửa club, thì cô lại không dám vào, chỉ dám ngồi ở một chỗ chờ mọi người đi bớt. Đợi lâu tới mức cô đã ngủ được một giấc. Khi đang mơ màng thì có một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua. Umi tiến lên nắm lấy tay của anh, khoảnh khắc đối phương quay đầu lại. Umi lập tức sững sờ vì gặp được một chàng trai giống hệt với bạn trai mình. Umi ngồi cách xa anh 3 mét rồi nói ra thắc mắc trong lòng cô. Cô hỏi rốt cuộc anh là ai? Người đàn ông kiêu ngạo nói mình không phải là Kazao. Chàng trai lấy danh thiếp đưa cho cô, nhưng Umi vẫn luôn tự giác đứng cách xa anh một khoảng. Đồng thời, cô lấy ra một tấm danh thiếp của mình ra đưa cho anh. Umi nhận lấy danh thiếp của đối phương mới biết anh tên là Miyata. Miya nói anh là anh em sinh đôi với Kazao, anh là anh trai của Kazao. Bố mẹ họ đã ly hôn vào năm anh 1 tuổi nên anh đi theo mẹ. Miyata nói đùa rằng anh giống hệt Kazao nên anh cũng có thể làm bạn trai của cô. Sau đó còn quàng tay lên vai Umi, cô lập tức tỏ thái độ của mình. Miyata nói đùa là nhiếp ảnh gia nổi tiếng được nhiều người thích hơn. Umi nghe thấy những lời tiêu cực của anh liền nói, thật ra Kazao cũng không dễ dàng gì. Anh ấy chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình mà thôi. Anh thật sự ngưỡng mộ Kazao vì có một người bạn gái hiểu chuyện như vậy. Anh em xa cách 23 năm cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau qua video. Miyata nói nếu anh là Kazao thì anh nhất định sẽ ở lại công ty. Dù sao chụp ảnh quảng cáo cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Kazao trực tiếp ngắt lời anh làm nghề nào không quan trọng. Dù sao trong bất cứ ngành nghề nào cũng có rất nhiều người phải khốn khổ, vất vả. Quan trọng là mình sẽ làm như thế nào. Cuối cùng, ngày hôm nay là ngày Kazao được rửa oan. Chị em của Umi quyết định làm một bữa ăn ngon để chúc mừng cô. Mục tiêu của Umi là gói được 400 cái sủi cảo. Nhưng chuyện này lại làm khó Miyata vì anh chưa từng gói sủi cảo bao giờ. Umi nói dù là bất cứ chuyện gì thì điều quan trọng nhất là không được chê phiền phức, mà phải kiên nhẫn để khắc phục nó. Đạo lý này cũng được áp dụng trong công việc. Mọi người vừa nói vừa làm, số lượng sủi cảo cũng tăng lên dần. Cuối cùng cũng làm xong một bàn ăn toàn sủi cảo. Miyata nếm thử một miếng liền khen không ngớt lời. Hina còn nhắc nhở anh sau này không được quên bài học vừa rồi. Sau khi ăn xong, Miyata xung phong đi rửa bát. Trước khi đi, đột nhiên anh nói với Umi rằng suy nghĩ của anh đã sai. Cuộc sống của mình thì không thể oán trách ai được. Umi nắm lấy tay anh rồi cổ vũ cho anh. Sau khi đóng cửa lại, Miyata dường như đã sống lại. Từng lời của Umi như ngọn đèn sáng cho cuộc đời anh. Quán mì quen thuộc, gương mặt quen thuộc, xa cách gần 2 năm, cuối cùng Kazao cũng về nước. Vì muốn tạo bất ngờ cho Umi nên anh không nói chuyện này cho cô. Umi vừa nhìn thấy anh, cô bất chấp tất cả chạy lên làm nũng. 2 năm mặc dù cách nhau rất xa nhưng trái tim của hai người vẫn luôn sát gần nhau. Sau khi cạn ly để chúc mừng, cuối cùng Kazao cũng được ăn món mình nhớ nhung bấy lâu nay. Không ngờ anh ăn một miếng liền ôm ngực khen tấm tắc. Thấy Kazao vừa ăn vừa rơi nước mắt, Umi không nhịn được liền giơ máy ảnh lên chụp. Kazao lấy món quà mà anh đã chuẩn bị cho cô. Umi rất thích con cú đáng yêu này. Kazao cũng bất lực trước cô bạn gái tinh nghịch này. Ông chủ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng phải cảm động. Trên đường về, Umi vẫn luôn nhìn vào Kazao, dường như nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Từng món quà của anh cô đều rất yêu thích. Cô vui vẻ nắm lấy tay anh, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên như vậy. Kazao lập tức bỏ cặp xuống để chứng minh cảm xúc của mình. Anh liền tặng cô một nụ hôn, hai người ôm nhau còn vui vẻ lưu lại những khoảnh khắc cùng nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được những bộ phim mới nhất từ kênh nhé.